không có cuộc đấu tranh nào quan trọng hơn cho nền dân chủ Hoa Kỳ là đảm bảo một nền truyền thông đa dạng, độc lập và tự do. Bill Moyers. Ủy ban Thượng viện điều trần các vấn đề về cựu chiến binh 2006. Tiếp tục phiên điều tra của ngày hôm nay về tài trợ VA trong tương lai, Ủy ban Thượng viện về các vấn đề cựu chiến binh được gọi lại để giao nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ nghe nhân chứng tiếp theo nói. Vui lòng đứng dậy và giơ tay phải của mình lên. Xin thứ lỗi. Vui lòng giơ tay phải của anh lên. Anh có thể rằng lời khai mà anh sắp đưa ra tại ủy ban này sẽ là sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật. Anh có thể không? Tôi thề. Hãy cho biết tên của anh. Binh nhất Adam Green, quân đội Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu. Anh Green, tôi hiểu anh đã sẵn sàng cho một lời khai. Vâng, thưa ông. Bây giờ anh có thể bắt đầu nói. Thưa ngài chủ tịch, các thành viên ủy ban, tôi muốn cảm ơn vì có cơ hội để nói chuyện với các ngài ngày hôm nay. Tôi đã phục vụ ở trong quân đội. Tôi xin lỗi. Nếu tôi có thể. Cảm ơn ông. Tôi luôn thích những con số. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn ở trong đầu với một cái thứ gì đó, tôi đều thấy rằng những con số làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Chúng giúp tôi hiểu các quyết định được đưa ra và tác động của các quyết định đó. Cho nên, nếu nó ổn, tôi muốn bắt đầu với con số 1,4 triệu. Đó là số lượng đàn ông và phụ nữ, những người hiện đang phục vụ trong quân đội của chúng tôi. 555. Đó là số ngày trôi qua trước khi chúng ta xâm lược một quốc gia và sau khi bị tấn công bởi một quốc gia khác. 19 là số năm mà tôi đã nhập ngũ. 3 là số giờ đã trôi qua kể từ lúc tôi đến Iraq vào thời điểm phương tiện của chúng tôi đã bị phá hủy bởi một IED. Và sau đó là 6. Đó là số inch mà mảnh đạn đã cắt đứt tủy sống của tôi. Vấn đề duy nhất của các con số đó là chúng không có cá tính như con người. Một quyết định của ngài đã thay đổi cuộc đời của tôi và rất nhiều người lính giống như tôi. Bây giờ, tôi không phải là một chuyên gia quân sự. Tôi không biết nhiều về các vấn đề địa chính trị. Tôi chỉ là một người Mỹ bình thường. Và tôi hiểu rằng ngài yêu cầu tôi ở đây bởi vì các ngài có một số câu hỏi dành cho tôi. Nhưng mà nếu được, tôi muốn hỏi tất cả các ngài một câu hỏi. Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra? Hỡi đồng bào, hiện tại lực lượng Mỹ và Liên quân đang trong giai đoạn đầu hoạt động quân sự nhằm giải phóng Iraq, giải phóng người dân của họ và để bảo vệ thế giới khỏi nguy hiểm. Khởi đầu của chiến dịch có tên là Bàng Hoàng và Kinh Hãi. Có báo động của cuộc không kích đang vang lên ở Baghdad. Chiến dịch quân sự lớn lật đổ Saddam Hussein hiện đã có hiệu lực. Họ bắn 600 tên lửa hành trình và mọi loại máy bay chiến tranh trong kho vũ khí của Mỹ. Một màn thể hiện đáng sợ về sức mạnh quân sự của Mỹ. Quy mô của cuộc tấn công này cao hơn đáng kể so với bất cứ thứ gì chúng ta đã thấy trước đây. Chúng tôi đang giải phóng toàn bộ tòa nhà. Với những tên lửa hành trình này, máy bay chiến tranh Hoa Kỳ tấn công hứa hẹn sẽ bắn phá Baghdad. 3.000 tên lửa hành trình Tomahawk, bơm dẫn đường bằng vệ tinh, bơm dẫn đường bằng laser,
Tôi nghĩ công dân của Baghdad biết chính xác trận lộ năm góc có nghĩa là gì bởi bàng hoàng và kinh hãi. Chỉ qua biên giới Kuwait Iraq, chúng ta đã thấy quân đội di chuyển vào đất nước. Họ đang trên đường đến Baghdad. Họ đã gặp phải sự phản kháng. Chúng tôi không thể rời khỏi TV. Mỗi xe tăng, máy bay trực thăng đó có phải là con trai của tôi hay không? Bây giờ Baghdad đang ở trong khoảng cách đáng kinh ngạc. Chỉ cách đó vài dặm, quân đội Hoa Kỳ thực hiện chiến dịch cuối cùng của họ. Chúng ta muốn giết tất cả bọn chúng. Những kẻ xâm lược đó, những ngôi mộ của chúng sẽ ở đây, ở Iraq. Nếu như Saddam Hussein còn sống, ông ấy sẽ nói, không kiểm soát quân đội và chính phủ. Đây là giai đoạn mở đầu của thứ gọi là một chiến dịch trọng trải và có sự phối hợp, có thể lâu hơn và khó hơn dự đoán, và giúp người dân Iraq được thống nhất và ổn định. Và đất nước tự do sẽ yêu cầu cam kết bền vững của chúng ta. Và mọi người có thể biết rằng lực lượng của chúng ta sẽ trở về nhà ngay sau khi công việc của họ hoàn thành. Sau đây là một câu chuyện có thật. Liên tục di chuyển, liên tục di chuyển, đi đi. Họ đưa chúng ta đi đâu vậy? Câm miệng, đi xuống đi. Hãy ngậm miệng lại và nếu không tôi sẽ thổi bay cái đầu của anh đấy. Được rồi, được rồi, anh có phải lính không? Nhà báo, anh làm gì cho ai? Night Reader, tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ. Anh nên đọc thêm đi. Tên là gì vậy? Jonathan Landy. Tạm biệt Jonathan. Bài tập hoàn thành. Những gì các cậu vừa tham gia được gọi là bài tập của Raymond. Và những gì các cậu vừa chứng kiến là một thất bại to lớn của bài tập đó. Nếu một nhà báo bị bắt, những kẻ khủng bố có thể giữ cho các cậu sống sót với hy vọng lấy được thông tin hoặc đổi các cậu lấy tiền chuộc. Nhưng nếu cho họ một lý do để giết các cậu, họ sẽ làm. Mục đích của bài tập này là dạy cho các cậu làm thế nào để tránh thu hút sự chú ý của những kẻ bắt giữ. Do đó có tên là Raymond. Anh có thể cởi trói cho tôi được không? Điều này có thể cứu mạng của các cậu một ngày nào đó, có hiểu không? Tôi biết tôi đã ở 11 vùng chiến sự. Tôi đã bị bắn vào, tôi đã bị giam cầm. Tôi rất coi trọng điều này. Nhưng nếu anh không cởi trói cho tôi ngay bây giờ, tôi có thể mất việc. Và tôi khá chắc chắn rằng không có khóa đào tạo nào trong số này sẽ hữu ích khi tôi lao sàn tại Staples. Cả hai tòa tháp đôi, trung tâm thương mại thế giới ở hạ Manhattan của New York, đã bị máy bay tấn công sáng nay trong vòng 20 phút. Đầu tiên, phía bắc tháp đã bị tấn công với một lỗ hổng còn sót lại ở hai mặt của tòa nhà đó. Chúa ơi, 20 phút sau, tòa nhà thứ hai trong khu phức hợp trung tâm thương mại thế giới. Em nghĩ chúng ta nên giữ Elizabeth ở lại trường. Phải, anh nghĩ đó là một ý kiến hay. Sao phải làm con bé sợ hãi? Giờ em sẽ gọi cho Alice và Jennifer ngay khi điện thoại mới ra. Anh yêu em. Em yêu anh. Được rồi. Chúng tôi nên nói với mọi người rằng chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ những người sống và làm việc xung quanh lầu năm góc để cho chúng tôi biết rằng họ đã nhìn thấy thứ gì đó. Họ đã mô tả là một vụ nổ. Đây là thông tin chúng tôi chưa thể xác nhận. Đứng dậy. Xin lỗi ba. Dọn dẹp nơi này đi. Trung tâm thương mại ở New York đã bị máy bay đâm. Ở Washington có một đám cháy lớn ở lầu năm góc. Lầu năm góc đã được sơ tán. Và ở đó mọi người có thể thấy có lẽ tòa tháp thứ hai, tháp phía trước, phần trên cùng của nó đang sụp đổ. Lạy Chúa, rất nhiều người sẽ cần đi uống tối nay. Binh lính được uống miễn phí. Không có từ nào diễn tả được. Hiện tại, tất cả các tòa nhà văn phòng liên bang, tất cả các tòa nhà văn phòng liên bang ở Washington DC đang được sơ tán khi chúng tôi nói chuyện với các bạn bây giờ. Chúng ta đang ở giữa một thảm họa phi thường.
Điều quan trọng nhất tôi cần cho bạn biết nếu bạn vừa mới tham gia là tất cả những gì tạo nên một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm vào cả Washington và New York để diễn ra vào sáng nay. Các trung tâm thương mại ở New York, hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới đã sụp đổ sau khi bị máy bay đâm vào. Phải, đây là John Wankos từ Knight Reader. Anh ấy có đó hay không? Phải, được rồi. Hãy nói với anh ấy là tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau. Cảm ơn. Tôi vừa nói chuyện với vợ của tôi. Cô ấy và lũ trẻ sợ hãi không dám ra khỏi nhà. Họ đang làm gì ở kia vậy? Họ đang theo dõi Nhà Trắng để xem nó có bị bắn trúng hay không. Đúng vậy. Ôi Chúa ơi, được rồi. Hãy về nhà với gia đình của cậu trước đi. Và nói với đồng nghiệp của cậu rằng có thể họ muốn tránh xa khỏi cửa sổ. Được chứ? Cảm ơn. Rồi. Được rồi. Được chứ? Ổn rồi. Được rồi. Luận điểm làm việc của họ là đây là chủ nghĩa khủng bố ở nước ngoài, không phải ở trong nước. Sự chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang nhóm Bin Laden, bởi vì nó có những suất tu dài. Có rất ít người khác có thể làm được điều này. Chúng ta có cử ai đó đến New York hay không? Kenmore ở Suvu đã ở trên đó theo dõi phố Wall. Chuyện gì đang xảy ra ở State vậy? Powell đang ở Peru. Họ đang làm việc để đưa anh ấy về nhà càng sớm càng tốt. Được rồi, những gì chúng ta cần làm là theo dõi Tổng thống, theo dõi những người hàng đầu và tìm hiểu xem ai chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Chúng ta chia nhiều nguồn tại nhiều cơ quan để ghi lại và nói với chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta biết phải là sự thật. Al-Qaeda, Al-Qaeda. Đó là Al-Qaeda. Đó chắc chắn là Al-Qaeda. Cô đang mặc cái giới dẫn gì vậy? Chà, vợ tôi muốn đi sơ tán, nhưng cô ấy đã nhốt con mèo và chìa khóa bên trong xe hơi. Vì vậy, tôi đã đạp xe đến đây. Chúng ta cần biết làm thế nào họ giải quyết được vấn đề này. Bất cứ ai cần trở về với gia đình, hãy thoải mái làm điều đó. Chỉ gia đình thôi. Bắt tay vào làm nào. Đó là Wankos. Ngày nay, đồng bào của chúng ta, lối sống vốn rất tự do của chúng ta đã bị tấn công bởi một loạt các hành động khủng bố có chủ ý và giết người. Adam, làm ơn đưa Jameson cho tôi. Dân, cô bố đi. Cảm ơn con trai. Nó miễn phí, các quý ông. Cảm ơn. Bố nói rằng chúng ta sẽ mở cửa đến muộn nếu họ muốn. Họ cần phải sợ hãi. Họ là kiểm lâm. Họ là con trai. Quân đội của chúng ta hùng mạnh và nó đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc tìm kiếm đang được tiến hành cho những ai đứng sau những hành động xấu xa này. Tôi đã chỉ đạo toàn bộ nguồn lực của cộng đồng tình báo và thực thi pháp luật của chúng ta để tìm ra những người có trách nhiệm và đưa họ ra trước công lý. Đã 33 giờ kể từ khi có cuộc tấn công khủng khiếp và chưa từng có ở Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã nói, có một hoạt động tìm kiếm và cứu nạn khổng lồ và cuộc điều tra tội phạm khổng lồ, căng thẳng. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu được phạm vi của thảm họa. Tôi cảm thấy như mình đã chưa ngủ trong vòng một tháng. Sẽ như một loạt các thây ma đang chạy tại thị trấn này. Anh biết gì về các kế hoạch sơ bộ để truy lùng Bin Laden? Tôi không có gì để cung cấp cho cậu. Được rồi, còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Afghanistan? Và họ dự đoán chúng ta sẽ ở đó trong bao lâu? Nghe nè, tôi đang cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi tương tự mà cậu đưa ra. Những gì tôi có thể nói là hầu hết cuộc nói chuyện sáng nay không phải là về Afghanistan. Chà, thế là về cái gì vậy? Iraq. Tôi có nói từ một nguồn tin ở State. Tôi đã lấy nó từ lầu năm gốc liên quan đến cuộc tấn công ư? Những lý thuyết về report từ những người không hề biết rằng họ đang nói về cái gì. Đó là Broomfield. Có thật không? Dân rõ ràng có rất nhiều người ở quốc phòng cho rằng điều này phải được nhà nước bảo trợ. Ý tôi là không chỉ Broomfield, còn có một người ở ban chính sách quốc phòng, Hoàng tử bóng tối, Richard Byrne. Đúng, Byrne. Và người mới bắt đầu đó đã vượt qua dự án dành cho người Mỹ mới bất kể thế kỷ mới của Mỹ là gì, Bill Kristol. Gã khổng lồ đó, Bill Kristol. Và cậu ta phải đánh kem mức nhỏ của mình vì điều này. Phải, nhưng chàng trai có tư duy này đã cố gắng loại bỏ Saddam Hussein kể từ năm 97. Họ có một lý thuyết điên rồ rằng nếu họ có thể bám vào một nền dân chủ kiểu phương Tây ở Trung Đông, nó sẽ sinh sôi nảy nở một cách kỳ diệu và bảo vệ Israel. Các anh phải ghi công họ vì tư duy sáng tạo. Nó thật tào lao viển vông. Ý tôi là họ nghĩ Osama Bin Laden và Saddam Hussein đã ấp ủ điều này cùng nhau hay sao? Chúng ta hãy tìm hiểu xem liệu những kẻ ngu ngốc này có nghiêm túc với Iraq hay không, được chứ? Nghe nè, tôi không nói rằng họ có mối liên hệ với Iraq và sếp của tôi cũng vậy. Đây chỉ là điều mà chúng tôi nghe được. Từ ai? Ai đã nói với cậu hoặc nó đến từ đâu? Anh đoán xem. Ai đó ở lầu năm gốc, trong văn phòng của phó tổng thống. Đó chỉ là lý thuyết.
Ở đó có thượng nghị sĩ nào nói với ai đó về bất cứ điều gì khác không? Tôi biết Powell đã phản đối việc đi đến bất kỳ nơi nào khác ngoài Afghanistan. Biến đi. Một câu hỏi thôi và tôi sẽ đi. Tôi không nói chuyện gì khác với bản báo cáo. Nguồn ẩn danh, cộng đồng tình báo. Anh không thể sử dụng tên của tôi. Không bao giờ, sẽ không bao giờ. Hoặc cơ quan của tôi. Ngoắc tay luôn. Một câu hỏi thôi. Cô đang tìm kiếm mối kết giao với Iraq. Anh là ai ở trong câu hỏi đó? Hoa Kỳ sao? Có một số người. Cơ quan của tôi. Tôi không biết. Cá nhân tôi. Không đời nào. Được rồi, phần thứ hai của câu hỏi. Không. Cảm ơn. Vì vậy, không có người nào cô làm việc cùng tại Thư viện Quốc hội Mỹ từng tìm thấy mối liên hệ với Saddam Hussein và Al-Qaeda. Không có người nào tôi làm việc cùng sẽ mong đợi tìm thấy liên hệ. Vậy theo như anh biết, không có thiệt hại đáng kể để ràng buộc Iraq với Bin Laden. Thậm chí không có gì bất ngờ khi kết hợp một gã lãnh đạo thế tục như Saddam với một phần tử Hồi giáo cực đoan như Bin Laden. Chỉ đơn giản là không có hiểu biết về thế giới Hồi giáo. Nó hơi rụt rè. Thực tế không có ai đi ra và nói bất cứ điều gì công khai. Có lẽ đó chỉ là suy đoán nơi hậu trường. Suy đoán khá nguy hiểm. Chúng ta không thể nhận xét gay gắt hơn thế này sao? Các cuộc tấn công chỉ mới 10 ngày trước. Mọi người đang cố gắng chờ trò đũa bắt. Đi xác thực thông tin đi. Tôi sẽ liên hệ với quý bà người Ý. Cậu nghĩ rằng cô có thể có loose look về bí ẩn nơi hậu trường? Tôi thật may mắn khi cô ấy về bí ẩn nơi hậu trường. Cha nhân đôi đoàn tấn công quyến rũ. Buổi sáng tốt lành. Đây là Warren Stolberg. Tôi muốn nghe lời khuyên từ cô về một vấn đề quan trọng trong lịch trình. Nếu cô có thể liên hệ với tôi trong thời gian sớm nhất có thể, tôi sẽ đánh giá cao về nó. Cảm ơn. Xin chào. Phải, xin chào. Tôi là Jonathan. Tôi không có thứ gì cho anh đâu. Không, tôi biết, nhưng tôi đang làm một bài báo về sự quan tâm của chính quyền đối với Iraq. Jonathan, chúng ta sẽ không nói về điều này. Không, tôi biết, tôi không nói về điều này. Bởi vì nó không được báo cáo, nhưng cô có thể cho tôi một số chỉ dẫn có được hay không? Tạm biệt, Jonathan. Cô ấy đã nói gì? Cô ấy gửi gắm tình yêu của cô ấy. Trên khắp các quốc gia, cờ đã được tung bay khỏi kệ. Một làn sóng yêu nước đã lan rộng khắp nước Mỹ. Vào những lúc như thế này, đó sẽ là những gì chúng ta làm ở Mỹ. Chúng ta, mọi người kéo nhau lại. Họ đã có một cuộc thảo luận ở trường ngày hôm nay về lý do tại sao nước Mỹ lại tuyệt vời như vậy, phải không? Phải, và con đã nói gì? Đây là một đất nước tự do. Một câu trả lời tuyệt vời. Đúng là con của mẹ. Bây giờ con có thể đi ngủ được không? Chỉ khi nào mẹ có một cái ôm thật chặt. Được rồi, sau khi mẹ con được ôm. Mẹ tự hào vì con đó. Mẹ yêu con. Họ thực sự đang thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc ở trường học. Em mong chờ điều gì chứ? Tất nhiên, ở đó sẽ có lòng yêu nước. Anh muốn gọi đó là lòng yêu nước. Được rồi. Đối với em, nó có mùi rất giống chủ nghĩa dân tộc. Đó là cách nó bắt đầu ở năm tư, trước khi chiến tranh. Xé nát đất nước của em. Anh cần giúp đỡ không? Không, tôi không sao. Cảm ơn cô. Được rồi, chúc anh một buổi tối tốt lành. Chúc ngủ ngon. Thực hư cuộc trò chuyện của người Iraq là như thế nào? Có một cuộc tranh cãi đang diễn ra. Phải. Ai là người chiến thắng? Tôi không thể nói. Nghe nè, sếp của tôi sẽ cử tôi đến Afghanistan. Và tất cả những gì tôi muốn biết là anh ta có nên mua vé khứ hồi hay Afghanistan chỉ là một điểm dừng chân ở trên đường tới Baghdad.
Tôi không thể nói danh bất cứ điều gì. Tôi tin rằng các hành động khủng bố lớn chống lại Hoa Kỳ đang được nhà nước bảo trợ. Vì vậy chúng ta tự hỏi, ai có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố lớn nhất trong lịch sử nhân loại? Là bang nào? Tôi nghĩ Iraq là quốc gia mà tôi ngay lập tức nghĩ tới. Đây là một ý tưởng ngày càng được nâng cao uy tín. Này, Crider, tôi là Trumbull. Jim Quincy sẽ đến châu Âu để cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa Saddam và vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới năm 93. Anh ấy đang làm việc tự do đúng không? Anh ấy được đưa đi trên một chiếc máy bay phản lực chính thức của chính phủ. Chúa ơi, ai sai anh ta đến chứ? Thứ trưởng Quốc phòng. Cô có muốn gặp nhau và uống cà phê không? Tôi sẽ liên lạc sau. Xin chào, đây là Warren Strombol của Night Reader. Tôi đang viết một báo cáo về cậu giám đốc CIA James Woolsey đi du lịch châu Âu. Anh có biết gì về chuyện đó không? Tôi không liên quan gì đến chuyện đó. Nhưng anh có biết rằng có chuyến đi như vậy đã diễn ra không? Tôi không thể là nguồn tin duy nhất của cậu về chuyện này. Được rồi, hãy giữ liên lạc. Nè John, Woolsey được cử đến châu Âu để tìm kiếm bằng chứng liên kết Saddam với vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới năm 93. Sẽ không là vấn đề nếu họ không sai một kẻ ngốc. Tin này đến từ quý bà người Ý ư? Và có một nhà ngoại giao có thể xác nhận chuyến đi do Wolfowitz sắp xếp. Chuyện gì đang xảy ra ở Defend vậy? Câu hỏi đặt ra là họ đang cố gắng tìm hiểu xem ở đó có sự thật nào đối với giả thuyết của họ, hay họ đã tin rằng giả thuyết của họ là đúng. Cậu có chắc chắn về chuyến đi Woolsey này không? Chắc chắn. Cậu có nguồn tin thứ ba ư? Dân, ai? Jim Woolsey. Chào, đây là Wancon. Cậu có muốn đi thực tế hay không? Tôi biết rằng ông sẽ gọi cho tôi. Tôi chỉ không nghĩ rằng nó lại sớm tới vậy. Thực hư những lời bàn tán về Iraq là như thế nào? Đúng là vậy. Và nó chuyển hướng sự chú ý của chúng ta khỏi những người đã tấn công chúng ta. Làm thế nào trước khi Iraq trở thành tâm điểm? Chúng ta cần làm nổ tung thứ gì đó. Không đủ chỉ tiêu ở Afghanistan. Còn Bin Laden thì sao? Ông đưa tin về Bin Laden, sự quan tâm đến chiến tranh sẽ giảm đi đáng kể. Một cuộc tập hợp tấn công trong ngày thứ sáu tại Tora Bora, nơi ẩn náu bị nghi ngờ là của Bin Laden, nhưng vẫn không có dấu hiệu của kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Máy bay B-52 của Mỹ tấn công các vị trí của Al-Qaeda từ trên không, trong khi xe tăng và quân đội chống lại Taliban gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ, chịu thua và rút lui từ các chiến binh Al-Qaeda, với nhiều báo cáo mâu thuẫn hơn về nơi ở của Bin Laden. Cậu có gì? Đó có phải là phần State of the Union của cậu dành cho ngày mai không? Chuẩn rồi. Trưa nay cậu có đi ăn không? Không phải dâu. Tôi có cuộc gặp mặt với Looney Tunes tại Test. Đó là một cuộc giao dịch không có lời. Phải, tôi nghĩ nếu tôi cứ để anh ta nói quyên thuyên thì anh ta sẽ vô tình nói một cái gì đó đáng tin cậy. Phải, cố lên chàng trai. Tôi sẽ làm vậy. Làm nóng máy FD, Barry. Lần này anh có sử dụng dấu câu không? Tôi thậm chí đã dứt đi một vài dấu chấm phẩy vì cô đó. Tôi cá rằng anh là niềm tự hào của Đại học Missouri. Những kẻ khủng bố từng chiếm đóng Afghanistan hiện đang chiếm giữ các ô ở vịnh Guantanamo. Và các nhà lãnh đạo khủng bố đã kêu gọi những người theo dõi hy sinh mạng sống của họ vì chính họ. Giờ đây, ưu tiên hàng đầu của chính quyền ngoài an ninh là đảm bảo tự do cho các quốc gia khác, tìm cách tiếp nhận dân chủ như một cách sống. Bây giờ chúng tôi xin lỗi, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể là cảnh sát cho thế giới, nhưng chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm. Phải, John Wancourt. John, DC, John, ông có nghe thấy tôi không? Có, tôi nghe đi. Tôi nhận được cuộc gọi từ một trong những chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu vẫn ở Afghanistan hay sao? Phải, tôi đang ở Afghanistan, nhưng không ai biết được nhiệm vụ là gì nữa. Làm thế nào để ném bom một đất nước trở lại thời kỳ đồ đá trong khi nó đang ở thời kỳ đồ đá rồi chứ? Mục tiêu thứ hai của chúng tôi là ngăn chặn các chế độ tài trợ cho khủng bố khỏi đe dọa Mỹ hoặc bạn bè và đồng minh của chúng tôi với hàng loạt vũ khí hủy diệt. Chúng tôi tin rằng Afghanistan đã chín mùi để tự do. Giờ đây là một quốc gia đang đấu tranh để giải phóng chính nó khỏi sự kìm kẹp đàn áp của Taliban trong nhiều năm. Chúng ta đã bắt được Bin Laden và chúng đang chuyển hướng tài sản của tôi. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ công kích được anh ta nữa. Khoan đã, họ đang chuyển tài sản của cậu đến đâu? Hệ thống cai trị này đã khá im ắng kể từ ngày 11 tháng 9. Nhưng chúng tôi biết bản chất thực sự của chúng. Ông biết đó, đó là một đất nước đang rất cần sự ổn định đi kèm với pháp quyền. Bắc Triều Tiên, Iran, Iraq, những quốc gia như vậy
và các đồng minh khủng bố của họ tạo thành một trục vũ trang ác độc, đe dọa tới hòa bình của thế giới. Cậu sẽ phải thứ lỗi cho tôi, Warren, nhưng tôi phải chuẩn bị một cuộc họp ngắn cho Bộ trưởng Powell. Chắc chắn rồi. Cậu còn cần gì từ tôi nữa không? Không, không, cảm ơn ông. Tôi nghĩ ông đã cho tôi quá đủ để suy nghĩ rồi. Tuyệt vời. Và ông cảm thấy chắc chắn rằng Afghanistan sẽ chấp nhận một nền dân chủ kiểu phương Tây? Ồ, chắc chắn. Cũng chắc chắn như chúng tôi nói về Iraq vậy. Có vẻ như cuộc tranh luận về Iraq đang trở nên nghiêm trọng. Ồ, không, không, không. Cuộc tranh luận đó đã kết thúc. Saddam phải đi rồi. Câu hỏi duy nhất là làm thế nào mà thôi. Rất vui được nói chuyện với cậu, Warren. Dân ông cũng vậy, thơm. Tổng thống sắp xâm lược Iraq. Cậu nhận được cái này từ Looney Tunes, phải? Và được xác nhận bởi một nhà ngoại giao. Người đó nói rằng ông đã gặp Bush và một nhà lãnh đạo nước ngoài gần đây. Ai đã ra đi với cảm giác rằng có một quyết định đã được thực hiện để tấn công Iraq? Ông nghĩ rằng chừng đó đã đủ để viết một bài báo hay chưa? Thật không may, tôi nghĩ vậy. Rất nhiều lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, thực sự rất tuyệt khi chúng ta tạm thời ngừng bắn vào họ. Tôi đã bị ràng buộc và bị thương. Hầu như không thể phát ra âm thanh, bị lừa dối ngược đãi. Thậm chí không muốn nghĩ gì nữa. Anh nên làm gì, Smoker? Anh biết đó, tôi đã cố gắng trò chuyện với người phiên dịch của anh ngày hôm nay. Phải, thế nào rồi? Chà, đối với một chàng trai được trả tiền để kiếm sống, anh ta im lặng một cách lạ thường. Anh ấy chỉ nói chuyện với tôi. Có thật không? Và anh ấy đã nói gì với cậu? Đó là, tôi sẽ cho anh đọc tất cả gì nó. Để tôi xem nó nào. Bin Laden đã biến mất, phải không? Họ nhớ anh ấy, phải không? Anh ta đã ở đây và họ nhớ anh ta. Ôi Chúa ơi. Một quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ nói với NBC News, bất chấp thất bại tan nát của lực lượng Al-Qaeda tại Tora Bora, giờ đây người ta tin rằng Osama Bin Laden đã lẩn qua biên giới vào Pakistan, tìm kiếm nơi ẩn náu trong một vùng đất vô pháp luật, được cai trị bởi các lãnh chúa bộ lạc phản bội. Ồ, đây chính thức là sự kiện buồn nhất mà tôi từng tham dự. Tôi sẽ trở về căn hộ của mình, uống một chai rượu và đặt đầu vào trong lò nướng. Được rồi, nhưng trước khi cậu làm điều đó, tôi thật sự muốn cậu gặp người mà tớ đã nói với cậu. Ồ, anh ấy vừa bước vào. Quên rượu đi, tôi sẽ tự sát ngay bây giờ. Không, không phải anh ấy, anh ấy. Tôi sẽ giới thiệu với cậu. Pam, làm ơn đừng. Warren, chào. Ồ, chào. Tôi rất vui vì anh có thể đến đây. Đến đây nào. Warren, đây là một người bạn tốt, Lisa Mayer. Lisa, đây là Warren Strober. Anh ấy là nhà báo và tớ sẽ đi lấy thêm một ly khác. Xin chào, Lisa. Dân, phải, trước vui được gặp cô. Chào. Anh đã vào được căn hộ của mình hay chưa? Rồi. Rồi, không, không, không. Tôi xin lỗi. Tôi ổn. Tốt, tốt. Vậy anh là một nhà báo? Phải, cho Night Reader. Đó là một tạp chí hay một tờ báo? Thực ra nó là một tập đoàn gồm 31 tờ báo. Thì những bài báo của tôi được đăng trên tất cả các tờ báo của chúng tôi. Và mỗi người có thể lựa chọn xuất bản hoặc không. Tôi hiểu rồi, tôi luôn tự hỏi nó hoạt động như thế nào. Phải. Tôi kết hôn năm 22 tuổi. Giờ chúng tôi chỉ mới ly thân gần đây. Cho nên gây cho tôi một chút khó xử. Không sao đâu. Tôi đang luyện tập sống ở ngoài một chút. Tại sao anh không bắt đầu bằng cách hỏi tôi một câu hỏi? Chắc chắn rồi. Cô là đảng viên Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ? Thử lại nè. Dân. Tất nhiên, cô ấy muốn cậu gọi cho cô ấy. Cô ấy đã cho cậu danh thiếp của cô ấy. Không, có lẽ cô ấy chỉ đang cố gắng phát triển kinh doanh tại một buổi giao tiếp vào ngày lễ tình nhân. Sao? Vậy gọi cho cô ấy. Tôi có nên gọi cô ấy sao? Cái gì? Không, không. Thực ra hãy cho cô ấy theo đuôi. Không có gì một người phụ nữ tuổi 30 thích hơn một chàng trai luôn dành thời gian của mình. Tôi ổn, Arthur, tôi ổn. Chỉ là tôi hơi mệt mỏi khi cầm tờ giấy của ông mỗi sáng và thấy rằng ông không chạy các bài báo của chúng ta. Ý tôi là, lần cuối tôi xem The Philadelphia Inquirer là một tờ báo của Knight Reader, phải không? Vấn đề là, không có ích gì khi trở thành một tờ báo về Knight Reader nếu ông không định viết những bài báo về Knight Reader.
John, chúng tôi đã trải qua điều này rồi. Bài báo của ông không phù hợp với những gì chúng tôi đang làm ở đây ngay bây giờ. Không phù hợp với cái gì? Sự thật là sao? Có chuyện gì vậy Arthur? Thực sự không bán các bài báo nữa sao? Và hôm nay, lần đầu tiên, chính quyền cung cấp thông tin chi tiết về điều mà họ luôn khẳng định là có mối quan hệ giữa Saddam Hussein và Al-Qaeda. Tổng thống Iraq Saddam Hussein nói rằng anh ta không có bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép nào và cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng vũ khí như một cái cớ để bắt đầu cho một cuộc chiến. Ông Galloway, bộ phim phù hợp với cuốn sách của ông đến mức độ nào? Bộ phim chính xác khoảng 80% và 20% nhảm nhí, mà tôi đoán theo tiêu chuẩn của Hollywood là một thành tựu. Cảm hứng nào đã khiến ông viết cuốn sách? Tôi bị quân đội bắt diệt bắn vào. Sự khác biệt lớn nhất giữa việc trực tiếp trải nghiệm trận chiến La Răng so với xem nó trong rạp phim là gì? Pop Rambler ở La Răng mặn hơn. Câu hỏi cuối cùng, ông có thể rút ra bất kỳ so sánh nào giữa Việt Nam và những gì đang xảy ra hiện nay ở Afghanistan? Nói rất khác, nhưng mà tôi nghĩ điều thích đáng là trước khi bắt đầu thả bom, chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu về bài học lớn nhất mà chúng tôi nhận được từ Việt Nam. Đó là gì? Khi chính phủ làm loạn, những người lính sẽ phải trả giá. Điều kiện của chuyến thăm bất ngờ này là gì? Chà, tôi đã hy vọng mình sẽ xin được chữ ký từ một phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất thế giới. Tôi ghét phần này. Các phóng viên sẽ không được cho là nhà báo. Các phóng viên cũng không được trao giải ngôi sao đồng. Ông thích công việc như thế nào tại State? Tôi thích làm việc cho tướng Powell. Và tôi ghét làm việc cho chú Sam. Ông bỏ lỡ báo cáo sao? Sau 42 năm, tôi nghĩ tôi nên dành một chút thời gian để tránh xa nó. Vì vậy tôi đã đến làm việc tại Bộ Ngoại giao vào ngày 10 tháng 9. Và ngày hôm sau, bài báo lớn nhất trong đời tôi đã dở lỡ. Tôi muốn nói rằng đã có một chút giằng co. Chúng tôi đang làm việc quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Để làm cho tôi ghen tị. Để đưa cho ông một lời đề nghị. Nếu anh ta nhận được vũ khí hủy diệt hàng loạt, Sherry, điều đó có ý nghĩa gì đối với thế giới? Điều đó có ý nghĩa gì đối với Trung Đông? Bố có thể dặn nhỏ nó xuống được không? Bố đang cố xem tin tức. Đừng gọi như vậy nữa, mẹ con trai. Adam, có chuyện gì vậy? Con đã gặp một nhà tuyển dụng. Rất nhiều người sẽ chết, Jerry. Con biết một khi đã đăng ký sẽ không thể thay đổi ý định, phải không? Con biết. Con thì biết cái gì? Con chỉ là một đứa trẻ. Đất nước của ai bị tấn công? Adam, mẹ biết con muốn làm những gì mình cho là đúng. Nhưng mà chiến tranh không phải là một trò chơi điện tử. Con không biết mình đang tham gia vào chuyện gì đâu. Con biết chính xác những gì mình đang tham gia. Đây. Chỉ cho mẹ vị trí Afghanistan trên bản đồ này. Chỉ đi. Họ sẽ đưa con đi nửa dòng trái đất để mà chiến đấu với những người mà con thậm chí còn không biết là đã sống một năm trước. Nếu con biết gì những gì mình đang tham gia, cho mẹ xem Afghanistan ở đâu trên bản đồ này. Có ai đã từng ném bản đồ vào mặt bố và yêu cầu mấy tìm Việt Nam hay chưa? Bây giờ chúng ta biết rằng Saddam đã tiếp tục nỗ lực để có được vũ khí hạt nhân. Trong số các nguồn tin khác, chúng tôi có được điều này từ lời khai trực tiếp từ những người đào tẩu. Nhiều người trong chúng ta tin chắc rằng Saddam Hussein sẽ sớm có được vũ khí hạt nhân. Nói một cách đơn giản, chắc chắn rằng Saddam Hussein hiện đã có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Họ đang thuyết phục Iraq. Hãy xem liệu chúng ta có làm được hay không nào. 20 đô la, yêu cầu được báo giá tốt nhất. Không, 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 cậu đúng là một đứa trẻ. Cậu thì như một con mèo. Tôi không lấy tiền của cậu đâu. Đừng tức giận khi thua cuộc đó. Tôi không quan tâm, dù thắng hay thua thì tôi cũng thế thôi. Tôi không, nó không phải là một cuộc cá cược. Được rồi, tốt thôi. Warren Strobel, làm ơn cho tôi gặp thượng nghị sĩ Biden. Dớ dần. Biden nói với Bush rằng có một lý do khiến cha cậu không đi đến Baghdad. Ông ấy biết mình sẽ phải ở lại trong ít nhất 5 năm. Tôi có Michael O'Hara-Rookin nói rằng cậu chắc chắn sẽ không thể tin được nó là một con đường bánh ngọt. Chúng ta cần phải tìm kiếm nhiều hơn nữa. Được rồi, chờ đã. Tôi có một quan chức tại Liên Hiệp Quốc nói rằng có nhiều lo ngại rằng điều này sẽ gây mất ổn định cho toàn bộ Trung Đông. Để tôi xem cậu có gì nào. Chờ chút, khoan đã. Chỉ cần đưa nó cho tôi. Đưa đi. Xem nào.
Các cậu rất thông minh. Các cậu biết những gì đang diễn ra ở đây. Độc giả của chúng ta cần biết những gì chúng ta đã nghe được. Trong trường hợp tốt nhất, quân đội Mỹ có thể bị mắc kẹt ở Iraq trong nhiều năm khi cố gắng dạy các hoạt động bên trong của nền dân chủ cho một quốc gia chưa từng biết đến đó. Trong trường hợp xấu nhất, một cuộc xâm lược có thể khiến các nhóm dân tộc thiểu số ở Iraq tách ra thành các tiểu bang của riêng họ. Bảy lực lượng chiến đấu của Mỹ với cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài hàng thập kỷ. Sếp của chúng ta thật mạnh mẽ. Phải. Ôi Chúa ơi. Cái đó có phải cho tôi không? Không. Phải. Nhưng tôi nghĩ có thể hơi, tôi không biết nữa, là có hơi quá sớm để tặng cho nhau. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được rồi. Dạ, tôi nghĩ chúng đã đậu xuống xe của tôi, nên nếu cô muốn bắt chúng trên đường đi ăn tối, chúng ta có thể làm điều đó. Tuyệt. Tuyệt. Được rồi. Vậy điều xấu hổ nhất mà anh đã làm để chuẩn bị cho tối nay là gì? Được rồi. Tôi phải thừa nhận rằng để chuẩn bị cho tối nay, tôi đã thực hiện một buổi ôn luyện về Iraq và lịch sử của thế giới Hồi giáo. Thật sao? Phải. Bây giờ tôi biết rằng 1.400 năm trước, sau cái chết của Muhammad, người Hồi giáo tranh nhau xem ai sẽ là người thừa kế hợp pháp của ông ấy, và điều đó gây ra sự chia rẽ thành hai phe, người Sunni và người Shia, và họ đã chiến tranh kể từ đó. Sau đó vào cuối Thế chiến thứ nhất, người Anh và người Pháp tự ý phân chia Ả Rập thành các quốc gia, đưa đa số người Sunni lên nắm quyền. Nhưng quốc gia trở thành Iraq chỉ có 20% người Sunni. Vì vậy, Saddam Hussein, một người Sunni, với nắm đấm sắt cai trị phần lớn dân số Shia và 20% dân số Kurd ở miền Bắc Iraq. Nhưng nếu Saddam Hussein bị loại bỏ, nó có thể khơi lại cuộc chiến giáo phái kéo dài 1.400 năm đó. Bây giờ, sau khi đọc những câu chuyện đó, tôi biết rằng Iran là nhà tài trợ hàng đầu cho khủng bố, chứ không phải là Iraq. Rằng người đàn ông tên là Ahmed Chalabi dường như là một kẻ lừa đảo, người muốn thay thế Saddam Hussein. Rằng những khuyết điểm mới trong chính quyền Bush đang thúc đẩy một cuộc xâm lược. Và anh đang nhanh chóng trở thành nhà dân yêu thích của tôi. Tôi đoán là đến lượt tôi. Kể cho tôi đi. Được rồi, tôi sẽ thừa nhận rằng điều này có hơi xấu hổ một chút. Tôi nhờ vợ cũ trông hai đứa con trai tối nay. Tại sao phải xấu hổ chứ? Bởi vì một người trông trẻ sẽ mong đợi tôi ở nhà vào cuối buổi tối, và chúng ta có nên dừng lại không? Hãy nói với sếp của cậu là chúng tôi sẽ chạy nó, cho dù anh ta có chỉ trích hay là không. Thực sự có đó, đó là vấn đề sống và chết. Chúng ta đang nói về gì sắp xảy ra một cuộc chiến tranh đó. Alo. Tôi đoán đó là chỉ trích, có phải không? Cậu đang cười vì cái gì vậy? Cái gì? Tôi không cười. Cậu đang cười toe toét. Tôi không cười, tôi không. Cậu làm gì vậy? Thư giãn đi nào, đừng có lo lắng gì nó. Ôi Chúa ơi, cô ấy có thể giảm được tiền thuế của tôi. Được rồi, thư giãn nào. Trouble Night Reader, tất nhiên rồi. Được rồi. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Đi thôi, ở đó có thể có gì đó. Vì vậy, làm thế nào để điều này hoạt động? Các cậu đặt câu hỏi cho tôi hay tôi bắt đầu nói luôn hả? Tại sao cô không bắt đầu nói? Giờ chúng tôi sẽ hỏi khi có câu hỏi. Nếu nó không được ghi lại, tôi phải nói như vậy, phải không? Cô không muốn nó không được lưu lại không? Tôi muốn mọi người biết những gì mà tôi biết, nhưng không biết tôi lại. Nó sẽ là cơ sở thông tin. Cô sẽ được gọi là một quan chức Hoa Kỳ. Vì vậy, bất cứ điều gì có thể làm cô thoải mái, hãy nói với chúng tôi. Tôi tin dự đoán của các cậu về những gì có thể và sẽ xảy ra nếu chúng ta tham chiến là đúng.
và chúng tôi gần hơn cậu nghĩ rất nhiều. Gần như thế nào? Một nhóm lập kế hoạch chiến tranh bí mật với hoạt động tình báo song song sẽ được thành lập để ra mặt phần còn lại của cộng đồng tình báo. Làm thế nào cô biết được điều này? Họ gặp nhau trong tòa nhà nơi tôi làm việc. Và đó là tòa nhà nào? Cái có năm cạnh. Nhưng cô không phải là một phần của đơn vị đó không? Và làm thế nào mà cô biết điều này? Bạn của tôi ở phía bên kia hành lang. Cô làm việc cho văn phòng nào? Khu vực Đông Nam Á. Nhưng cậu không thể tiết lộ điều đó. Cô là người giám sát? Có. Nhưng cậu cũng không thể tiết lộ điều đó. Tôi nói với cậu bởi vì tôi là một công dân Mỹ và tôi không thích việc mà những người này đang làm. Nửa tá nam giới, hầu hết chưa từng phục vụ trong quân đội, đang đưa ra quyết định dựa trên trí thông minh kém cỏi, và những quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến những người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục của chúng ta. Và là một người đã mặc bộ đồng phục đó, tôi không thể im lặng được. Cô đã nói trí thông minh kém cỏi. Ý cô là sao? Họ đã thiết kế một quy trình không tuân theo bất kỳ nguyên lý thu thập thông tin tình báo cơ bản nào. Bằng cách nào? Một quyết định đã được đưa ra, sau đó trí thông minh được tìm kiếm để hỗ trợ cho quyết định đó. Làm thế nào cô biết điều này? Họ không có hứng thú với những người nói tiếng Ả Rập, người Israel ra vào mà không cần nhật ký an ninh. Và trong nhiều năm, chính phủ đã tài trợ cho một nhóm những người bất đồng chính kiến lưu vong, được gọi là Đại hội Quốc gia Iraq, được dẫn dắt bởi Ahmad Shalabi. Chúng tôi biết người mà họ muốn cài làm lãnh đạo mới của Iraq. Phải, chúng tôi đã cố gắng có một cuộc gặp với anh ấy. Cô có biết ai đã thiết lập hoạt động này không? Donald Rumsfeld. Có bằng chứng nào cho thấy Iraq đã cố gắng hoặc sẵn sàng cung cấp cho những kẻ khủng bố vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không? Những báo cáo nói rằng điều gì đó đã không xảy ra luôn khiến tôi thú vị, bởi vì chúng ta biết rằng có những điều chúng ta biết, ở đó có những điều chúng ta đã biết. Chúng ta cũng biết có những ẩn số chúng ta đã biết. Điều đó để nói rằng chúng tôi biết có một số điều chúng tôi không biết, nhưng cũng có những ẩn số chưa được biết đến. Người mà chúng ta không biết, chúng tôi đang nghiên cứu về một lý thuyết rằng chính quyền đã quyết định tham chiến và hiện đang tập trung vào cách biện minh cho điều đó. Nó không phải là một lý thuyết. Chúng tôi cũng đã được một số người nói rằng Rumsfeld là người dẫn đầu cuộc thu thập thông tin tình báo này. Tôi sẽ không gọi chính xác là thu thập thông tin tình báo. Nó giống như hái hoa anh đào thông minh hơn. Và nếu họ không tìm thấy hoa anh đào nào, thì họ chỉ lấy một miếng rác rưởi và sơn nó màu đỏ rồi dán nó trong một ngôi đền Shirley. Ông trông có vẻ cáu kỉnh. Tôi đang tìm kiếm vũ khí có thể không tồn tại để biện minh cho một cuộc chiến có thể không khôn ngoan. Và ông đã tìm thấy bằng chứng nào về vũ khí hủy diệt hàng loạt hay chưa? Chưa, thưa ngài. Nhưng Saddam đang tìm cách mua vũ khí hạt nhân, có phải vậy không? Phải, và tôi đang cố với Jennifer Lopez, nhưng tôi có cảm giác nôn nao rằng điều đó sẽ không xảy ra với cả hai. Vì chúng tôi sẽ không sử dụng danh tính của ông, nhưng chúng tôi có thể trích dẫn chứ? Chắc chắn rồi. Ông có tìm thấy bất cứ điều gì để hỗ trợ lý thuyết của chính quyền rằng Saddam đã gần như hoặc đã có vũ khí hạt nhân? Chúng tôi đã tìm kiếm mọi hang động và tìm kiếm mọi con lạc đà ở Iraq. Vì vậy, đây là câu trích dẫn của cậu. Không đời nào. Có thể phải làm sạch nó một chút, mặc dù nó khá nhiều màu sắc. Nè em yêu, anh nghĩ ai đó đang ăn cắp thời báo New York của chúng ta. Em đã hủy bỏ nó, xem lại làm vậy? Đó là tài liệu tuyên truyền. Anh cần điều đó cho công việc của mình. Đó là thông cáo báo chí được gửi từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc. Xin lỗi, đó không phải là một tờ báo thực sự. Ngày hôm nay của anh như thế nào? Qua trình dành đã gặp một số quý ông và quý bà từ cộng đồng tình báo, người đã xác nhận rằng không có bằng chứng thực tế nào hỗ trợ tuyên bố của chính quyền về vũ khí hủy diệt hàng loạt. Em đã nói gì với anh rồi? Rất tiếc, anh không thể sử dụng em như một nguồn tin đáng tin cậy. Anh biết đó, đây là những gì họ làm. Họ nói dối. Phải, chúng ta cố gắng quy trách nhiệm cho họ. Hy vọng là em đã sai. Em thật sự hy vọng như vậy. Nhưng chính quyền Bush, họ không quan tâm đến sự thật. Họ thậm chí không trả lời các bài báo của anh. Nếu như họ muốn chiến tranh, họ sẽ có một cuộc chiến. Và không có gì mà anh hoặc bản sửa đổi đầu tiên có thể làm để ngăn chặn chúng.
Thêm nè, đọc tất cả gì nói đi. Trong 14 tháng qua, Iraq đã cố gắng mua hàng ngàn ống nhôm có thiết kế đặc biệt mà các quan chức Mỹ được dùng làm thành phần của máy ly tâm để làm giàu uranium. Chà, chắc chắn một điều rằng là cái gì? Cả hai chúng ta đều không đúng. Cậu đang gọi cho ai vậy? Luce Nook. Nếu cô ấy không nói với cậu về việc sẽ đến Iraq, thì điều gì khiến cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ ghi hình trên vũ khí quỷ dị hàng loạt? Sam Offenside, hãy xem và học hỏi nè chàng trai. Lên đi. Đó là Joe Galloway. Ồ, người đàn ông thậm chí còn bước đi như thế. Ông ta có ngôi sao đồng vậy. Hello. Ồ, xin chào. Đúng rồi, là Landy. Xin chào Jonathan. Chào. Thời tiết thật điên rồ, có phải gì không? Anh đang gọi cho tôi để trò chuyện về thời tiết sao? Không không, thật ra tôi muốn hỏi cô về vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Nó sẽ là cơ sở thông tin. Tạm biệt Jonathan. Khoan khoan, đừng dập máy. Đó là Sam Offenside. Thật là ghê gớm. Nghe nè, chúng tôi cần ông ở đây. Trong nhiều năm, ông đã phát triển các nguồn có quyền truy cập mà Lende và Strobel không thể có được. Tôi sẽ làm cho nó dễ dàng với ông. Tôi sẽ cung cấp cho ông một chuyên mục, và tên của ông sẽ không phải xuất hiện trên bất kỳ thứ gì khác. Bất cứ điều gì ông muốn viết ở bên, ông có thể. Và tất nhiên, sẽ không có bất kỳ vinh quang nào, nhưng mà vinh quang dành cho người đàn ông trẻ tuổi. Hãy để tôi lan nó ra. Hãy để tôi chuyển sang vấn đề Iraq. Ông đã nói rằng nó đặt ra một mối đe dọa sinh tử đối với Hoa Kỳ. Làm cách nào? Xác định mối đe dọa sinh tử. Chà, việc này sẽ mất một chút thời gian, nhưng điều quan trọng đối với chúng ta, như tôi đã đề cập trước đó, và hãy nhớ rằng thế giới đã thay đổi. Trước khi tôi quên, thế giới đã thay đổi. Tôi cũng vậy. Tôi rất vui khi ông ấy đề cập đến điều đó. Cụ thể, ông ấy đã đạt được điều gì mà ông tin rằng sẽ nâng cao chương trình phát triển hạt nhân của ông ấy? Chà, trong vũ khí hạt nhân, ta đã có những ống nhôm đặc biệt. Có một câu chuyện trên The New York Times sáng nay, và tôi muốn quy cho The Times. Tôi không muốn nói đến rõ ràng là các nguồn tin tình báo cụ thể, nhưng giờ đã công khai rằng trên thực tế, anh ta đang tìm cách thu thập, và chúng tôi đã có thể chặn và ngăn anh ta thu thập thông qua kênh cụ thể này. Các loại ống cần thiết xây dựng một máy ly tâm. Và máy ly tâm được yêu cầu để lấy uranium cấp thấp và tăng cường nó thành uranium độ giàu cao. Đó là những gì các bạn phải có để chế tạo bom. Anh ta thật may mắn, ai đó đã tiết lộ điều đó cho tờ Time. Tránh phiền toái khó chịu khi bị bắt vì tiết lộ thông tin đã được phân loại. Một điều ta có thể tự hỏi là làm thế nào Judy Mahler và Michael Gordon có thông tin đó? Nó có làm phiền ông không? Ông có thấy phiền rằng ông đã không bắt được Osama Bin Laden trong hơn một năm không? Tôi muốn nhìn thấy anh ấy trên truyền hình trong tình trạng bị còng tay. Nếu tôi có thể đặt nó vào những điều khoản, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng tôi không thức vào ban đêm để lo lắng về điều đó. Có một trường học nói rằng ông ấy đã chết. Chúng tôi không nghe tin gì về ông ấy trong nhiều tháng. Ông nghĩ thế nào? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tôi có thể tranh luận nó tròn hoặc phẳng. Tôi không biết rằng chúng ta vẫn đang tranh luận về tình trạng của trái đất. Tôi có nguồn tin của cả hai bên. Nhưng quân đội Hoa Kỳ sẽ rất hiệu quả trong trường hợp này. Và tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Đó là tôi không nghĩ rằng có bất kỳ câu hỏi nào. Và chúng tôi sẽ thắng thế và đạt được mục tiêu của mình. Lên đây. Sao? Chúng ta đã đúng, phải không? Mọi người nghe đi. Chúng ta không phải là NBC. Chúng ta không phải là NBC. Chúng ta không phải là CBS. Chúng ta không phải Fox. Chúng ta không phải CNN. Chúng ta không phải là Thời báo New York. Chúng ta không phải là The Washington Post. Chúng ta là Night Reader. Chúng tôi có những độc giả sống ở các thị trấn, có căn cứ quân sự. Pháo đài Benning, pháo đài Bragg, pháo đài Jackson và hơn 40 căn cứ quân sự khác trên khắp đất nước này. Nếu mọi tổ chức tin tức khác muốn trở thành người đánh cắp thông tin cho chính quyền Bush, hãy để cho họ làm.
Chúng ta không viết cho những người gửi trẻ em của mình đến chiến tranh. Chúng ta viết cho những người có con cái bị đưa đi chiến tranh. Vì vậy, khi chính phủ nói điều gì đó, chỉ có một câu hỏi để hỏi: nó có đúng hay không? Tôi đang thấm nhuần. Cùng bắt tay vào làm nào. Các quan chức chính quyền đã kéo dài thời gian tham gia các chương trình trò chuyện hôm Chủ nhật để đưa ra trường hợp cuộc xâm lược Iraq. Có những ai khác có liên quan đến văn phòng kế hoạch đặc biệt Wolfowitz, Faith và người khác? Thay vì lắng nghe những người đã dành cả sự nghiệp của họ đánh giá các mối đe dọa, họ truyền tải thông tin nghi vấn từ các nguồn không đáng tin cậy và đưa trực tiếp đến Nhà Trắng. George Tenet, giám đốc Cục Tình báo Trung ương, nói với các thượng nghị sĩ, ông ấy không thể loại trừ sự hợp tác giữa Osama Bin Laden và Al-Qaeda. Tôi đã xem thông số kỹ thuật trên những ống nhôm đó. Chúng quá nhỏ để có thể làm giàu uranium. Điều đó nghĩa là gì? Chúng tôi không thể được sử dụng cho một quả bom hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng chúng ta sẽ không cho phép các quốc gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu họ cung cấp những vũ khí đó cho một mạng lưới chung như khủng bố có thể tấn công Hoa Kỳ. Cheney đang cố gắng loại bỏ Powell. Ông lấy thứ này từ đâu vậy? Bạn cũ. Chúng ta bắt đầu nhận thấy sự đồng thuận từ bên trong chính quyền về việc loại bỏ Saddam Hussein. Chính quyền đã chỉ ra một cuộc họp bí mật ở Raqqa với tình báo Iraq và không tặc 11 tháng 9 Mohammed Atta. Chính quyền Bush đang thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết gây sức ép lên Iraq. Tổng thống Bush sẽ phát biểu trước Liên Hiệp Quốc hôm nay với hy vọng tập hợp một liên minh đa quốc gia trước vũ khí của Saddam Hussein. Nhà Trắng đang vận động Quốc hội cho phép việc sử dụng vũ lực ở Iraq. Giây phút những kẻ này có được bất cứ thứ gì từ xa, giống như bằng chứng mà chúng ta đã tiết lộ cho tờ The New York Times. Bây giờ tôi hiểu vị trí của cô, nhưng xin đừng cúp máy. Được rồi. Được rồi. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Hội cựu chiến binh nước ngoài và nói rằng Saddam Hussein đang ở ngưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Sau đó, ông ấy lên sóng truyền hình quốc gia và nói điều tương tự. Câu hỏi của anh là gì? Đặt câu hỏi. Điều tôi muốn biết đó chính là liệu Dick Cheney có bỏ qua trí thông minh tốt trái ngược với những giả định của ông ấy, hay ông ấy chỉ kém thông minh? Phó Tổng thống đang nói dối. Cảm ơn cô rất nhiều. Cái gì? Cô ấy đã nói gì? Ông ấy đang nói dối. Cheney đang nói dối. Ông ấy đang nói dối. John. Ông ấy đang ở đâu vậy? Ở đây. Ông ấy đang nói dối. Cheney đang nói dối. Tên đó từ đâu ra vậy? Loose Nooks. Được rồi. Chúng ta đã biết những gì đang được nói đến. Chúng ta phải vào bên trong các cuộc họp đó và tìm hiểu xem có ý kiến trái chiều hay không. Có thể có một người. Có ai mà chúng tôi biết không? Nghi phạm thông thường. Ông không muốn làm điều này trong nhà để xe ư? Nếu ở đó có phục vụ ba thái, tôi sẽ làm. Đời sống thường nhật của ông thế nào? Việc nghỉ hưu của tôi kéo dài khoảng 4 giờ. Ông đang làm việc với Night Reader. Tôi thậm chí còn chưa có bạn làm việc. Làm thế nào mà ông biết được điều đó? Tôi có cách của tôi. Ông đang theo dõi những gì chúng tôi đang làm ở đó, phải đúng vậy? Dạ. Hai người có thể cùng chung sức cứu di sản thứ tư khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Các phương tiện truyền thông chính thống đã không chọn được thứ mà chúng tôi đang chạy. Tất cả những xác nhận của ông cần, là ông đang khám phá vài thứ. Tôi có thể làm gì cho ông? Chúng tôi cần một số trợ giúp với cấp trên. Cấp thế nào? Cấp trên cao nhất mà ông có thể. Ông đi đây đó đã lâu rồi, Joe. Tôi nghi ngờ rằng bất cứ điều gì ở đó cũng sẽ làm ông ngạc nhiên. Có một lần tôi đã kết hôn với một người phụ nữ nghĩ rằng New Hampshire là thủ đô của Massachusetts. Luôn có một điều gì đó ông không thể thấy đang đến. Ông muốn biết gì? Mọi thứ mà chính quyền không muốn chúng tôi biết. Ông và tôi sẽ ăn rất nhiều bát thái đó. Chúng ta cần quan tâm đến khung thời gian nào? Tháng tới quốc hội dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc có cho phép tổng thống ra trận hay không. Có phiếu bầu ở đó không? Chính quyền sẽ nghĩ như vậy. Thưa tổng thống, 38 năm trước tôi, Robert C. Byer, đã bỏ phiếu về nghị quyết dịnh Bắc Bộ. Nghị quyết cho phép tổng thống sử dụng lực lượng.
để đẩy lùi các cuộc tấn công vũ trang và ngăn chặn sự xâm lược của Cộng sản ở Đông Nam Á. Một nghị quyết chung cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang. Cuộc Hoa Kỳ chống lại Iraq nên được kết thúc. Thư ký sẽ gọi điểm danh. Ông Biden, có. Bà Clinton, có. Chính quyền nghị quyết này đã tạo ra cơ sở cho việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Ông Kerry, có. Ông Lieberman, có. Ông Lott, có. Chính nghị quyết này đã dẫn đến cái chết của 58.000 người Mỹ. Ông McCain, có. Ông McConnell, có. Sau tất cả những cuộc tàn sát đó, chúng tôi bắt đầu biết rằng khi bỏ phiếu cho nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, chúng tôi đã căn cứ vào lá phiếu của mình để đưa ra những thông tin xấu, và lịch sử đang lặp lại. Ông Santorum, có. Tôi kêu gọi các thượng nghị sĩ hãy xuống Capitol Mall và nhìn vào đài tưởng niệm Việt Nam. Gần như mỗi ngày, các bạn sẽ tìm thấy ai đó ở bức tượng đó khóc cho một người thân yêu. Ông Sessions, có. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những lời của thượng nghị sĩ Wayne Morse. Ông Spector, có. Ông tuyên bố nghị quyết sẽ được thông qua và các thượng nghị sĩ bỏ phiếu cho nó sẽ phải sống tiếc nuối. Chúng ta có K-10, chúng ta có DC, chúng ta không cần nguồn tin khác. Cậu biết chúng ta có cái này mà. Nghe nè, khi cậu buộc tội Bộ trưởng Quốc phòng điều hành một đơn vị tình báo bóng tối rời khỏi Lầu Năm Góc, thật tuyệt nếu cậu có hợp đồng bảo hiểm. Đó là tất cả những gì tôi đang nói. Được rồi, hãy chia sẻ nó với những người còn lại nào. Ông có muốn nói với họ không? Sáng sớm nay, tôi đã được triệu tập đến Lầu Năm Góc. Bởi ai? Rumsfeld Olympic đã gửi một tin nhắn nói rằng tất cả các nguồn tin của ông đều là những vị tướng đang nghỉ hưu. Và tôi nói, bằng tất cả sự tôn trọng, thưa ngài, 80% nguồn tin của tôi là những người quân đội đang hoạt động. Một số người trong số họ đang làm việc trong tòa nhà này, và một số người trong số họ thực ra đang làm việc cho nhân viên của ông. Và thật tồi tệ, một hoặc hai người trong số họ thậm chí có thể trong phòng này. Ông đã thực sự có nguồn tin trong phòng này. Không, nhưng thật vui khi nhìn ông ấy đổ mồ hôi như gái hư trong nhà thờ. Chúng ta tiến gần đến mức nào để đạt được những thứ có thể thực hiện trong gian phòng kế hoạch đặc biệt? Dạ, chúng tôi đã có. Không, chúng tôi đã kiểm tra một vài nguồn tin khác. Có gì sai với các nguồn mà cậu có? Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. Các cậu biết đó, các cậu ngồi kể chuyện như vậy sẽ dở đập đó. Hãy tiếp tục viết nào. Được chứ các chàng trai? Khi nào thì anh xong? Chỉ vài phút nữa thôi em yêu. Em không thể ngủ được với đèn máy tính được bật. Thực ra anh đã xong rồi. Vậy anh đang làm gì vậy? Rumsfeld có một nhóm bí mật của Intel đang đi khắp CIA để chế tạo một tình thế chiến tranh. Chuyện gì vậy Jonathan? Cái gì? Anh đã nói về điều này trên điện thoại. Phải, tất nhiên rồi. Vậy thì sao? Họ đã nghe thấy anh nói. Vladka, anh đã viết về cuộc đấu đá nội bộ giữa các cơ quan gián điệp. Cho nên họ là cơ quan gián điệp Jonathan. Họ nghe cuộc gọi của anh. Họ đọc email của anh. Có lẽ họ đã nghe trộm ngôi nhà này. Em bị quan tưởng mất rồi. Anh đang quá ngây thơ đó. Đây không phải là Nam Tư, đây là Mỹ. Nước Mỹ đã thay đổi. Chiến tranh là vấn đề lớn đối với họ. Anh cản đường họ, họ sẽ giết anh. Em yêu, em thật buồn cười. Được chứ? Thôi nào. Anh không hiểu hay sao? Anh biết những người này có khả năng gì hay không? Anh có một gia đình. Vladka. Vladka. Ồ, có ai đó đang giật lộn nè. Có chuyện gì vậy? Vladka đã khiến tôi thức cả đêm. Vậy sao? Không, không phải như vậy. Đó là thuyết âm mưu. Về cái gì? Cô ấy nghĩ chính phủ đang theo dõi chúng ta. Ý tôi là thật nực cười. Kiểm tra thư điện tử của cậu đi. John, ông phải xem cái này. Ồ, chờ một chút.
À thưa, tôi thật sự không muốn nói chuyện này nữa. Dập máy rồi. Nó là gì vậy? Chúng ta nên làm gì? Cậu đúng là đồ nhát cấy. Cậu mới là đồ nhát cấy đó. Cậu là đồ nhát cấy to xác. Im đi, cậu có dừng nó lại không? Đúng là trẻ con mà. Nghị quyết hôm nay của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể chỉ còn 4 chữ. Đồng hồ đang tích tắc. Ngày hôm nay, Tổng thống Bush đã nói rõ rằng phương án duy nhất của Iraq tuân thủ đầy đủ là đối đầu quân sự. Việc Iraq giải trừ hoàn toàn vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ xảy ra. Câu hỏi duy nhất đối với chính quyền Iraq là quyết định như thế nào? Đồ điên, họ đã đánh bại chúng ta. Nhưng họ đã bỏ lỡ toàn bộ vấn đề tại sao đơn vị được thành lập. Không quan trọng, họ đã nắm được thông tin sốt dẻo. Với cái gì? Không có gì là sự lựa chọn thông minh nhất. Không có gì là vượt qua các cơ quan khác. Chúng ta vẫn có thể tự vận hành. John, sẽ không ai chú ý đến câu chuyện thứ hai, giải thích tất cả những điều đó. Chúng ta đã có nó. Ôi chúa ơi, Walcott sẽ tức điên lên mất. Có lẽ cô chưa từng nhìn thấy điều đó. Làm thế nào để ông ta không nói chuyện với chúng ta cả ngày? Ông ấy đang ngó lơ chúng ta. Ôi chết mất, ông ta đang đến kìa. Ôi chúa ơi. Các cậu đã từng có chuyện. Đừng bao giờ quên cảm giác bị đánh bại như thế nào. Thông tin duy nhất mà quốc hội nhận được đến trực tiếp từ chính quyền. Iraq là một quốc gia khổng lồ có diện tích bằng nước Pháp. Nếu họ muốn giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt, họ sẽ có thể làm như vậy. Họ sẽ không suy nghĩ lại vị trí của mình trừ khi được cung cấp thông tin độc lập. Không ai ủng hộ việc ủy quyền chiến tranh tại quốc hội ở Iraq, không phải tổng thống. Tôi chắc chắn sẽ tham chiến nếu ông ấy muốn tham chiến. Rumsfeld đang cố gắng trao bán ý tưởng của một sĩ quan tình báo Iraq đã đề xuất nơi trú ẩn an toàn cho Bin Laden vào năm 99. Phải. Nếu lời đề xuất đó thực sự xảy ra, Bin Laden sẽ bảo Saddam tự đi. Ông nghĩ gì về tuyên bố của chính phủ Iraq rằng Iraq không có vũ khí hủy diệt hàng loạt và đang không phát triển? Họ đang nói dối. Tiếp đi. Con gái của ông thật đáng yêu. Tôi ước gì tôi được công nhận. Con bé nhận nó từ mẹ cô ấy. Bố, con có thể lấy gì cho bố không? Không, cảm ơn, con yêu. Con trouble, tôi ổn. Được rồi. Nó thật sự bình thường. Tom và tôi vừa nói về bài báo mới nhất của cậu. Vậy sao? Có vẻ như cậu không tin tưởng các chính trị gia. Đó là quy tắc khá chắc chắn của ngày báo. Ngay cả khi họ đang nói về chiến tranh. Đặc biệt là khi họ đang nói về chiến tranh. Cậu thật sự tin rằng không có vũ khí hủy diệt hàng loạt? Tên của chúng tôi không có trên bài báo. Họ không nói rằng không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Họ chỉ nói rằng chính quyền đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và cậu không nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy ư? Không, tôi không. Cậu không biết điều đó? Không, chúng tôi không. Nhưng mà trước khi chúng tôi gửi những đứa trẻ của chúng tôi đến cái chết, các ông không nghĩ rằng chính quyền có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng về cơ sở hợp lý của chúng hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bằng chứng đó xuất hiện dưới dạng một đám mây hình ẩm? Được rồi, ông có xem lại Fox News hay không? Rice, Cheney và Tổng thống Bush đều đã nói như vậy. Ồ, vậy thì nói là sự thật. Các cậu còn quá nhỏ để nhớ. Chúng ta tiến gần đến chiến tranh hạt nhân như thế nào vào năm 62? Ôi, chúa ơi, Warren, cậu được sinh vào đúng ngày. Tổng thống Kennedy đã ra lệnh phong tỏa Cuba. Kẻ thù mạnh nhất mà chúng ta biết sẽ đặt vũ khí hạt nhân cách bờ biển của chúng ta 90 dặm. Tổng thống đã phải chứng tỏ sức mạnh. Và ngày hôm sau, Kennedy cử Ally Stevenson đến Liên Hợp Quốc để cung cấp bằng chứng rằng tên lửa tồn tại. Đó không chỉ là Fox News. Đó là tờ Bưu điện Washington. Đó là tờ New York Times. Tệ thật, bằng chứng đến từ mọi phương tiện truyền thông lớn trong nước ngoại trừ các cậu. Được rồi.
Tôi nghĩ là tôi đã quên bánh hamburger. Xin lỗi. Tôi sẽ lấy một cốc bia. Chúa ơi, bố. Cậu có sao hay không, anh bạn? Chúng ta có phải là những phóng viên giỏi không? Cái gì? Ý tôi là chúng ta có đang làm bất cứ điều gì khác ngoài việc viết báo tốt không? Không, chúng ta đang làm chính xác những gì chúng ta phải. Vậy thì tại sao chúng ta là những người duy nhất chạy theo những chuyện nhảm nhí này? Ông ấy chỉ muốn anh ta nhìn thấy tất cả các khía cạnh của ông ấy trước khi ta đưa nó lên vị trí tiếp theo. Gần 3 tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cho Saddam Hussein cơ hội cuối cùng để giải trừ quân bị. Các quan chức tình báo của chúng tôi ước tính Saddam Hussein có tài liệu để sản xuất. Việc kiểm tra vũ khí của Liên Hợp Quốc có ích gì nếu Bush và Cheney sẽ chỉ phớt lờ kết quả? Chà, khi em tạo ra thực tế của riêng mình, khá dễ dàng để bỏ qua sự thật. Và gì nữa, thẩm định là quá bất tiện cho các phương tiện truyền thông chính thống tại thời điểm này, khi tin tức là một trung tâm lợi nhuận, quyền truy cập trở thành tiền tệ. Chính xác. Em tự hào về anh, John. Tại sao? Để không dao động. Nó thật khó khăn. Nó không phải là khó khăn. Anh biết nguồn tin của họ là ai, và anh biết nguồn của chúng ta là ai. Các nhà bất đồng chính kiến ở Iraq trấn an trong cuộc nói chuyện với Bush về thời kỳ hậu Hussein của Judith Miller. Cô ấy sẽ trích dẫn lời một thầy bói lễ hội, và ông ta sẵn sàng nói rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chúng ta phải tìm ra ước tính của cơ quan tình báo quốc gia đã được tiết lộ và tìm xem có viên ngọc nào trong đó không. Phải, tôi rất muốn thấy những gì họ đã biên tập lại từ phiên bản để nhân loại. Chuyện gì đang xảy ra với Shalabi vậy? Chúng ta đang ở trên đó. Tôi sẽ để mắt tới sếp cũ của mình. Tôi có cảm giác phải, Colin có thể là người cuối cùng đứng giữa hòa bình và chiến tranh. Phải. Ôi Chúa ơi. Tệ thiệt. Angela, có phải thị trưởng đã định nghị cho đợt gây quỹ chưa? Này Arthur, tôi đã sai hoàn toàn. Đừng cư xử một cách ngớ ngẩn như vậy. Rất vui được gặp ông, John. Nhưng ông có thể vui lòng để bên ngoài không? Anh biết đó, thật tệ khi anh phớt lờ mọi công việc của chúng tôi. Nhưng trên thực tế, anh lại đang chạy những tác phẩm nhảm nhí của Judy Miller. Thật là vô lương tâm. Không phải ở đây, John, được chứ? Hãy mang nó vào văn phòng của tôi. Xin lỗi. Chúa ơi. Nghe nè, có vẻ hơi đau đớn nhưng mà tôi không trả lời ông John. Phải, bằng chứng là anh vẫn có việc làm. Ông biết không, trách nhiệm của tôi với độc giả của tôi, họ là những công dân yêu nước, họ là những công dân ủng hộ quân đội của chúng ta. Và làm thế nào để anh làm điều đó, Arthur? Bằng cách đi xuống ở The New York Times. Tôi không có thời gian cho chuyện này. Không, anh không có thời gian. Anh không có thời gian. Anh biết đó, một ngày nào đó The New York Times sẽ xin lỗi độc giả của họ. Và khi ngày đó đến, anh có định viết lời xin lỗi của chính mình hay không? Hay anh sẽ chỉ chạy trốn họ? Chúc một ngày tốt lành, John. Ngày càng có nhiều người cho rằng chiến tranh với Iraq là không thể tránh khỏi. Cuộc đối đầu với Iraq và đếm ngược đến bài phát biểu của Ngoại trưởng Colin Powell có thể đưa thế giới đến gần hơn với chiến tranh. Van Schilko báo cáo rằng không có nhiều việc để làm ngoài việc chờ lệnh tấn công. Thật là bực mình. Em không nghĩ rằng em có thể làm những gì anh đang làm. Anh biết đó, em đã từng nghĩ trong đầu rằng em nên đi bộ trên đường mòn Appalachian Trail, nghĩ rằng đó sẽ chỉ là thử thách tốt cho bản thân. Sau đó em nhìn nó trên bản đồ và nó như dài 2.200 dặm. Em nhận ra điều đó sẽ mất cả đời, phải. Hoặc chúng ta có thể đi bộ cùng nhau. Em sẽ đảm bảo để anh làm điều đó. Cuộc kháng chiến trên toàn thế giới đang gia tăng chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq. Từ các thành phố của Hoa Kỳ đến châu Âu và Trung Đông, người biểu tình đã xuống đường để phản đối trước mối đe dọa xâm lược Iraq của Hoa Kỳ.
Ông Strobel, ông Landy, hai ông khỏe không? Xin chào, tôi là NT Fat Quanba. Chào. Bây giờ làm ơn đi theo tôi. Anh bạn này là ai? Người đã từng giao pizza, tôi không đùa đâu. Bộ trưởng Chalabi, ông Jonathan Landy và Warren Strobel từ Night Reader News. Kính chào quý vị. Nè, cảm ơn ông vì cuối cùng đã đồng ý gặp mặt chúng tôi. Tôi rất bận rộn nói chuyện với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Tôi nói chuyện với bất cứ ai muốn nói chuyện với tôi. Rốt cuộc, tôi không có gì để che giấu. Điều này còn nhiều hơn những gì tôi có thể nói đối với Saddam. Được rồi, vì ông đã nuôi dưỡng anh ấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về những gì ông biết về vũ khí của anh ta và cách anh ta có thể giấu chúng. Anh ấy có vũ khí quỷ dị và anh ấy đang giấu chúng. Điều đó tôi biết. Đúng. Và ông biết điều đó bằng cách nào? Tôi biết mọi thứ đang xảy ra ở đất nước của tôi. Mặc dù Iraq đã không phải là đất nước của ông trong hơn một thập kỷ. Tôi có thể là người sống lưu vong, nhưng tôi vẫn là một người Iraq. Chà, tôi nghĩ quan điểm mà đồng nghiệp của tôi đang cố gắng đưa ra là làm thế nào ông, một kẻ thù của Saddam, đang sống lưu vong, có thể tiếp cận những thông tin có giá trị như vậy. Tôi duy trì mối quan hệ thân thiết với các nguồn tin tình báo bất đồng chính kiến. Có cách nào để chúng tôi xác minh điều đó không? Không. Ông thấy không, đó là một vấn đề đối với chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không thể viết một câu chuyện. Tôi muốn những gì nước Mỹ muốn. Một Iraq tự do và dân chủ. Với ông là nhà lãnh đạo. Nếu người dân Iraq mong tôi quay trở lại, thì phải. Tôi muốn có cơ hội để giúp xây dựng lại đất nước của mình, như cách Mandela đã làm với Nam Phi. Nhưng Mandela không yêu cầu Mỹ xâm lược đất nước của mình. Ông ấy không chiến đấu với bọn khủng bố. Với tất cả sự tôn trọng, đó là nơi mà những lá cờ đỏ bắt đầu dương lên vì chúng tôi. Cậu có đang ám chỉ rằng tôi đã tạo ra một câu chuyện giả dối để theo đuổi những mục đích của riêng mình không? Có lý do nào khác khiến ông tạo ra một câu chuyện giả dối không? Tôi không nói dối. Saddam Hussein có hóa chất di động và các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học. Anh ấy có một chương trình hạt nhân. Anh ta có quan hệ với bọn khủng bố. Và nếu cậu không tin tôi, hãy hỏi nhiều người khác, những người đào tẩu và nghe những gì họ nói. Tất cả họ sẽ nói với cậu những điều tương tự. Không phải tất cả họ đều nhận được thông tin từ ông hay sao? Nếu cậu đang thắc mắc tại sao tôi mất nhiều thời gian để gặp cậu, thì đó là thái độ tự mãn này. Cậu không có ý định viết báo về bất cứ điều gì tôi đã nói. Ông có muốn chúng tôi chỉ là quạt náo viên của ông không? Được rồi, tôi nghĩ chúng tôi nên đi. Cảm ơn ông đã dành thời gian. Bây giờ tôi đã thấy tại sao không ai đọc bất cứ điều gì các cậu viết. Tôi là người ủng hộ việc loại bỏ một nhà độc tài xấu xa vì một Iraq tự do. Một Iraq một ngày nào đó sẽ là đồng minh thân thiết cho đất nước của các cậu, cho Israel và cho tất cả thế giới phương Tây. Và chính xác thì điều này sẽ diễn ra như thế nào khi Saddam Hussein ra đi? Được rồi, thôi nào lên đi. Không, không, không. Ông ấy nói thế giới sẽ tốt đẹp hơn, nhưng ông ta không nói làm cách nào. Làm thế nào để loại bỏ Saddam Hussein mà không nhấn chìm Iraq vào một cuộc nội chiến đẫm máu? Hãy cho chúng tôi biết điều gì đó có ý nghĩa. Bất cứ điều gì có ý nghĩa, và chúng tôi sẽ viết câu chuyện đó ngay hôm nay. Ông không thể. Bởi vì ông không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và những người khác cũng như vậy. John, tôi thà quay lại và viết bài báo cho trường trung học của tôi còn hơn để bị ông sử dụng, để bán cho công chúng Mỹ những điều nhảm nhí mà ông nói. Nhân tiện, đây là Night Reader. Ngoại trưởng Colin Powell đã đưa ra trường hợp chống lại Iraq trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có vẻ như họ đang tiến đến gần hơn. Ông thư ký, ông có tự tin rằng ông sẽ làm được vụ án thưa ông? Mọi người sẽ thấy thôi. Chúng ta đã chơi trò nhảm nhí gì vậy? Tất cả những gì chúng ta đã làm là thả mình vào gió. Chúng ta đã làm công việc của mình. Tôi không nên trở thành một phóng viên. Woodward và Bernstein đáng chết. Họ đã hạ gục một tổng thống có tội lớn nhất là cố gắng che đậy một số thủ đoạn chính trị bẩn thỉu. Tổng thống này sắp làm điều tồi tệ nhất mà bất kỳ tổng thống nào có thể làm, và ông ấy có thể sẽ được bầu lại để thử nghiệm nền dân chủ. Xin cảm ơn ngài tổng thống. Các đồng nghiệp của tôi, mỗi tuyên bố của tôi hôm nay đều được sao lưu bởi các nguồn tin vững vàng. Lực hấp dẫn của thời điểm này tương xứng với trọng lực của mối đe dọa mà vũ khí quỷ diệt hàng loạt của Iraq gây ra cho thế giới. Đó là một sự sắp đặt. Mọi thứ đã được sắp đặt.
Thế nên đã gửi cho Powell một chồng hồ sơ cao đến mức này để hỗ trợ cuộc xâm lược. Saddam Hussein quyết tâm để có được một quả bom hạt nhân. Cheney đã cử Scooter Libby đẩy ba lý lẽ chính trong các tập tin đó. Một, sự vi phạm nhân quyền của Saddam mà mọi người đều biết. Hai, các liên kết của anh ta với Al-Qaeda mà Powell tất nhiên đã ném ngay vào thùng rác. Và thứ ba, tập trung vào vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq, để Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt trong vài tháng hoặc vài năm nữa không phải là một lựa chọn. Không phải trong thế giới hậu 11 tháng 9. Trong khoảng thời gian 4 ngày, Powell đã khiến mọi sĩ quan CIA bảo vệ mọi cái gọi là bằng chứng trong các hồ sơ đó. Anh ấy đã tiết lộ 80% trong số chúng. Vào cuối 4 ngày, Powell nhìn thẳng vào mắt Tenet và nói, George, chúng ta có thể sẵn sàng trước mọi từ của điều này được không? Và Tenet nói, tất cả mọi thứ trong đó là vàng. Tôi hứa với cậu. Powell trả lời, chà, tốt quá, George. Tôi rất vui vì cậu cảm thấy như vậy, bởi vì cậu sẽ ngồi ngay sau tôi khi tôi trình bày điều này với thế giới. Chúng ta không được thất bại trong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với công dân của các quốc gia mà cơ quan này đại diện. Colin đã lấy một chiếc cho đội. Cậu ấy luôn luôn là người lính tốt. Chính quyền Iraq đã tước vũ khí đầy đủ và vô điều kiện hay chưa? Kết quả chấp nhận được duy nhất là kết quả đã được xác định bởi một cuộc bỏ phiếu nhất trí của Hội đồng Bảo an. Tổng số giải trừ quân bị, Anh, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã đưa ra một nghị quyết mới tuyên bố rằng Iraq đã không đáp ứng được các yêu cầu của nghị quyết 1441. Đây là sự thật. Nó không thể bị phủ nhận. Và việc Saddam đưa ra tối hậu thư cuối cùng sẽ có tác dụng gì? Thời hạn 2 hoặc 3 ngày để tước vũ khí hoặc đối mặt với vũ lực ngày 11 tháng 9 đã thay đổi tư duy chiến lược, ít nhất là theo tôi nghĩ, về cách bảo vệ đất nước của chúng ta. Công việc của tôi là bảo vệ người dân Mỹ. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng mọi người có thể chứa một người như Saddam Hussein. Đại dương sẽ bảo vệ chúng ta khỏi loại khủng bố của ông ta. Ngày 11 tháng 9 nên nói với người dân Mỹ. Alo, cậu cần phải đóng gói túi đồ của cậu. Được rồi. Trong tay của một tổ chức khủng bố, có thể được triển khai ở đây, tại nhà. Vua John King, đây là kịch bản. Xin cảm ơn Ngài Tổng thống. Thưa ông sẽ trả lời thế nào với những người chỉ trích mình, những người nói rằng họ nghĩ điều này bằng cách nào đó là cá nhân họ, như Thượng nghị sĩ Kennedy đã trình báo vào tối nay. Ông ấy nói mối quan hệ của ông với Saddam Hussein đang làm cho thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn. Và khi ông chuẩn bị cho người dân Mỹ về khả năng xảy ra xung đột quân sự, ông có thể chia sẻ với chúng tôi bất kỳ tình huống nào mà các cố vấn của ông đã chia sẻ với ông về các tình huống xấu nhất không? Anh hãy chắc chắn rằng đất nước này biết những gì đang xảy ra ngoài kia. Được chứ? Được. Tôi đã thề che chở và bảo vệ hiến pháp. Ông ta có vũ khí hủy diệt hàng loạt và ông ta đã sử dụng thứ này. Ông ta đã đào tạo và cung cấp tài chính cho tất cả các tổ chức kiểu Qaeda trước đây. Tôi rất coi trọng mối đe dọa và tôi sẽ đối phó với nó. Tôi hy vọng có thể được thực hiện một cách hòa bình. Họ ghét những gì chúng tôi đại diện. Chúng tôi yêu tự do và chúng tôi sẽ không thay đổi. Ngài Tổng thống, hàng triệu người Mỹ có thể nhớ lại thời điểm khi các nhà lãnh đạo của cả hai đảng đặt đất nước này vào sứ mệnh thay đổi chế độ Việt Nam. 50.000 người Mỹ đã chết. Chế độ này vẫn còn ở Hà Nội và nó đã không làm hại hay đe dọa một người Mỹ nào trong vòng 30 năm. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, ông có thể nói gì tối nay, thưa ông, với những người con của những người Mỹ đã phục vụ tại Việt Nam để đảm bảo với họ rằng ông sẽ không dẫn đất nước này đi theo con đường tương tự ở Iraq? Đó là một câu hỏi tuyệt vời. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ có rủi ro với bất kỳ hoạt động quân sự nào. Tôi biết điều đó. Đó là một điều tốt mà ông có thể rút ra từ tất cả những kinh nghiệm mà ông mới có được khi không phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia. Nhưng những gì chúng tôi định làm rất rõ ràng và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ không thay đổi. Nó có thể kéo dài, mọi người biết đó, 6 ngày, 6 tuần. Tôi nghi ngờ là 6 tháng. Có rất nhiều tiền để trả cho chuyện này, mà không phải là tiền đóng thuế của Hoa Kỳ. Chúng tôi đang đối phó với một quốc gia thực sự có thể tài trợ cho việc tái thiết của chính nó và tương đối sớm. Sẽ luôn có một số điều không chắc chắn về việc
ông ta có thể có được vũ khí hạt nhân nhanh như thế nào. Nhưng chúng tôi không muốn khẩu súng hút thuốc trở thành một đám mây hình nấm. Ông có nghĩ rằng người dân Mỹ đã chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi, tốn kém và đẫm máu với thương vong đáng kể của người Mỹ? Tôi không nghĩ nó có khả năng diễn ra theo cách đó, Tim. Bởi vì tôi thực sự tin rằng chúng ta sẽ được chào đón như những người giải phóng. 6 tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, Tổng thống sẽ có một bài phát biểu rất cẩn thận trên một tàu sân bay ở Thái Bình Dương. Đồng bào Mỹ của tôi, các hoạt động chiến đấu lớn ở Iraq đã kết thúc. Trong trận chiến Iraq, Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta đã thắng thế. Con muốn đi xuống đó. Họ là những người chết đầu tiên. Ông có ở đó không? Cảm ơn. Cảm ơn con trai. Jonathan, cảm giác thế nào khi trở thành người duy nhất trong cuộc theo đuổi sự thật và kết luận này? Nó rất cô đơn, và điều khiến nó thực sự trở thành một trong những điều trớ trêu là mỗi lần chúng tôi viết một cái gì đó, Nhà Trắng sẽ không nói gì, bởi vì sau một thời gian, chúng tôi nhận ra rằng đó sẽ là cách quảng cáo tốt nhất cho những câu chuyện của chúng tôi mà chúng tôi có thể yêu cầu. Có vấn đề với báo chí ở Washington, đó là quyền truy cập, và The New York Times và những người khác đã tiếp cận với những quan chức hàng đầu đang xoay chuyển đường dây này. Chúng tôi đã nói chuyện với những người đó, nhưng hầu hết các báo cáo của chúng tôi, Kristen, là giới tình báo quân sự và ngoại giao trung cấp, bậc thấp hơn. Nhưng kiểu nhà báo thường không nói chuyện hoặc theo đuổi. Tôi cũng có thể ghi công một chút cho người đàn ông là sếp của chúng tôi vào thời điểm đó, John Wancott. Các cấp độ văn minh cao hơn, thậm chí phải phụ thuộc nhiều hơn vào sự tôn trọng tận tâm đối với tầm quan trọng của sự trung thực và rõ ràng trong việc báo cáo sự thật, và không quan tâm đến tính chính xác trong việc xác định sự thật là gì. Chúng ta cần phải tìm cách nào đó để bao quát thế giới, để chúng ta biết những gì đang xảy ra ở ngoài kia. Chúng ta biết sự thật về nó để tránh những sai lầm như ở Iraq. Trí thông minh là như thế nào? Ông biết đó, điều mà những người như tôi không thể làm được. Trí thông minh không phải như nó là gì, và không phải ai cũng hiểu sai. Hầu như tất cả mọi người đều làm như vậy, ngoại trừ Knight Ridder.